Quý vị và các bạn thân mến, cùng với mức chênh lệch giá mua và bán vẫn ở mức cao và đà sụt giảm nhanh sau phiên vía thần tài, người mua vàng đã chịu lỗ hàng trăm nghìn đồng trên lượng chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm hiện tại, rạng sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2021, giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh và hiện tại đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.808 cho đến 1.809 USD trên ounce. Và đã tăng tới 25,22 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.783,81 USD trên ounce, hợp đồng vàng giao ngay tăng 1,42%. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, chiều ngày 22 tháng 2 năm 2021 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới giao ngay tăng 0,35% lên mức 1.790,6 USD trên ounce theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,66% lên mức 1.789 USD trên ounce. Quy đổi theo giá USD ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới đang ở gần mức 49,85 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng SJC trong nước ở thời điểm hiện tại là 6,3 triệu đồng trên lượng. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong cuộc khảo sát ở phố Wall cho thấy 18 chuyên gia thị trường tham gia trả lời, trong đó có tới 72% người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Đây là tỷ lệ trả lời giá vàng giảm rất cao trong nhiều tuần khảo sát vừa qua. Chỉ 17% nói giá vàng tăng và 11% còn lại dự báo giá kim loại quý này đi ngang. Còn tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Menchit, có 1.292 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 43% nói vàng sẽ tăng, 40% được hỏi dự báo giá vàng đi xuống, còn số còn lại kỳ vọng giá vàng đi ngang. Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm hiện tại vào rạng sáng ngày hôm nay, hầu như giá vàng trên thị trường vàng thế giới đã đi ngược với dự báo và điều này đã giúp giá vàng trên thị trường vàng thế giới vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng, đó là 1.800 USD trên ounce. Vậy ở đây, lý do gì đã khiến giá vàng thế giới bật tăng như vậy? Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 2 năm 2021 nhờ đồng USD giảm, điều này sẽ tác động tích cực tới giá vàng trong nước. Cụ thể, trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 2 năm 2021, giá vàng giao ngay tăng 0,73% lên 1.797,7 USD trên ounce vào lúc 18 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 4 còn tăng tới 1,05% lên 1.796,05 USD trên ounce. Giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua ngày 22 tháng 2 phục hồi từ đáy hơn 7 tháng vì đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao đã kìm hãm đà tăng của giá vàng. Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền đối thủ trong giỏ tiền tiền tệ giúp vàng rẻ hơn đối với những người mua sử dụng các ngoại tệ khác. Ngoài gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Mỹ dự kiến sẽ thông qua vào cuối tuần, những người tham gia thị trường cũng chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell về báo cáo tiền tệ trong 6 tháng trước, Quốc hội bắt đầu từ thứ Ba, tức ngày 23 tháng 2 năm 2021. Theo chuyên gia phân tích từ OCBC Bank, sự gia tăng của lãi suất trái phiếu là cơn gió lớn đối với vàng ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu ông Powell gợi ý bất kỳ yếu tố ôn hòa nào hoặc ám chỉ rằng lợi suất hiện tại đang quá cao để duy trì sự phục hồi của nền kinh tế thì vàng có thể tăng trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại giá vàng trên thị trường vàng thế giới đã bật tăng khá mạnh. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng Tết Tân Sửu đã trôi qua với không khí mua bán sôi động tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng. Bước sang phiên giao dịch mới ngày 22 tháng 2, hầu hết doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ 50 cho đến 300 nghìn đồng trên lượng. Cụ thể, trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, chiều 22 tháng 2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng trong nước ở mức 55,65 cho đến 56,15 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giá ở chiều mua và bán rút ngắn từ 700.000 đồng trên lượng xuống còn 500.000 đồng trên mỗi lượng. Nếu so với đầu giờ sáng ngày 21 tháng 2, giá vàng tại đây đứng yên ở chiều mua nhưng giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Như vậy, đà giảm của giá vàng cùng với sự chênh lệch giá mua bán ở mức 500.000 đồng trên lượng
người mua vàng ngày vía thần tài đã chịu lỗ khoảng 700.000 đồng trên lượng. Tương tự tại tập đoàn Doji mua vào với vàng miếng ở mức giá 55,55 triệu đồng trên lượng, bán ra ở 56,25 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán vẫn ở mức cao 700.000 đồng trên lượng. Đáng chú ý là giá vàng miếng SJC của tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 55,55 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 55,95 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra, là doanh nghiệp duy nhất hạ nhiệt giá vàng bán ra xuống dưới vùng 56 triệu đồng trên lượng. Mức giá này giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên sáng mùng 10 tháng Giêng. Chênh lệch giá bán và mua ở mức 400.000 đồng trên lượng. Còn tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 55,5 cho đến 56,05 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. So với đầu phiên ngày 10 tháng Giêng thì giá vàng tại đây đã giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Chênh lệch giá mua và bán đang ở mức 550.000 đồng trên lượng, thu hẹp so với mức 750.000 đồng trên lượng ghi nhận trong sáng 21 tháng 2. Tuy nhiên, mức giá này vẫn khiến người mua vàng ngày vía thần tài đã lỗ đến 850.000 đồng trên lượng. Nhưng đến chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 22 tháng 2 năm 2021, giá vàng SJC đảo chiều bật tăng mạnh trở lại trong khoảng từ 100.000 cho đến 350.000 đồng trên lượng tại hầu hết các hệ thống. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán sau khi tạm giảm ở đầu phiên. Tại tập đoàn Doji và tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC cũng lấy lại đà tăng và ghi nhận cùng tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua, còn chiều bán tăng lần lượt từ 100.000 cho đến 300.000 đồng trên lượng. Cùng trạng thái hệ thống PNG, giá vàng cuối phiên đã tạm dừng đà giảm và điều chỉnh tăng mạnh từ 350.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều mua và bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC sau khi đã giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm qua thì bất ngờ tăng trở lại với mức tăng nhiều nhất là 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và bán. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin tổng hợp về giá vàng tại thị trường vàng thế giới cũng như thị trường vàng trong nước. Và để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 23 tháng 2 năm 2021. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo, đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua 5.580.000, bán ra 5.630.000. SJC Hà Nội mua vào 5.580.000, bán ra 5.632.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.585.000, bán ra 5.640.000. Doji Hà Nội mua vào 5.585.000, bán ra 5.640.000. Tại hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, chiều vào 5.585.000, bán ra 5.640.000. Tại Phú Quý SJC, chiều mua vào là 5.580.000, bán ra 5.630.000. Mi Hồng mua vào 5.600.000, bán ra 5.630.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.635.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.580.000, bán ra 5.620.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều vào 5.580.000, bán ra 5.632.000. SJC Nha Trang mua vào 5.580.000, bán ra 5.632.000. SJC Cà Mau mua vào 5.580.000, bán ra 5.632.000. SJC Bình Phước mua vào 5.578.000, bán ra 5.632.000. SJC Huế mua vào 5.577.000, bán ra 5.633.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.580.000, bán ra 5.630.000. SJC Miền Tây mua vào 5.580.000, bán ra 5.630.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.580.000, bán ra 5.630.000. SJC Long Xuyên chiều vào 5.582.000, bán ra 5.635.000. Theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.425.000, bán ra 5.480.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.390.000, bán ra 5.460.000. Vàng 24K mua vào 5.305.9, bán ra 5.405.9. Vàng 18K mua vào 3.910.4, bán ra 4.110.4. Vàng 14K mua vào 2.998.5, bán ra 3.198.5.
Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.